Không, thật ra là nếu mà hát song ca thì chúng ta sẽ có bài Cơn Mưa Tình Yêu ấy. Mà cũng hợp luôn, tại vì hôm nay Hà Nội đang lạnh và lại còn mưa nữa. Đấy. Nên TV nhỉ? À, Messi đúng không anh? Xin Ừ, chào đúng Sushi. rồi. Tôi ngủ Quý vị dậy khán xong giả đang theo dõi live stream cũng đang rất là muốn được gặp mặt Sushi đây. Xin chào Sushi nhá. Yêu đấy. Yêu quá. Tôi mình hát một bài nhá, mình hát một bài để gửi tặng khán giả nhá. À, đây. Tôi thấy khán giả Hoàng Nguyên có gợi ý này, hát quốc ca đi. Tôi nghĩ bài này được tại vì là thứ nhất là cả hai cầu thủ này đều sẽ thuộc bài hát quốc ca. Lúc nào mình phải hát quốc ca trước khi mà mình thi đấu mà. Hơn nữa là trong khoảnh khắc này khi mà chúng ta hát quốc ca cũng là để thể hiện niềm tự hào dân tộc, tự hào bởi vì là Việt Nam của chúng ta trong những ngày vừa qua liên tiếp đón được tin vui cũng như là không ghi nhận thêm những ca nhiễm mới. Rồi hát quốc ca cũng là để bày tỏ sự tri ân và cảm ơn tới đội ngũ y bác sĩ. Được chưa? Hát quốc ca nhá. Thành Tâm sẽ bắt cái này. Thành Tâm sẽ bắt cái này. Ba người cùng hát hả? Ok, ba người cùng hát luôn. Quý vị khán giả cùng hát theo nhá. Quý vị khán giả hát theo bằng cách là thả tim và chia sẻ live stream này. Cùng với đó là chia sẻ live stream để cho các khán giả cũng như là những y bác sĩ ở tuyến đầu có thể nghe được bài quốc ca này và có thêm năng lượng để chiến đấu trước đại dịch COVID-19 nhá. Ok, mình hát nhá. Hoàng Loan ơi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng kiên quốc, bước chân dồn vang trên đường ngập tiền xa, cởi mong chiến thắng ta màu nước, xung ngoài xa trên chốt quân ca, đường vinh quang xây xa quân quân tháng gian nào cùng nhau lập chiến thu, vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mong ra xa trường, tiến lên cùng tiến lên nước non Việt Nam ta vững bền. Wow, hay quá. Một lần nữa xin được cảm ơn các khách mời và cũng như là xin được cảm ơn các khán giả đã theo dõi live stream trong suốt 30 phút lên sóng vừa qua. Và trước khi kết thúc chương trình như thường lệ, khách mời cùng với chúng tôi sẽ hô cao khẩu hiệu của chương trình. Tâm sẽ nói câu đầu tiên, tám chuyện thời COVID. Anh Tư Dũng, ngồi nhà chẳng sợ chi. Hoàng Loan, live stream mọi khoảng cách, mọi khoảng cách. Và cuối cùng, Thanh Tâm sẽ là khách mời cùng thả tim. Ok chưa? Live stream cùng khoảng cách. Live stream mọi khoảng cách. Mọi khoảng cách. Ok. Tám chuyện thời COVID. Ở nhà chẳng sợ chi. Live stream mọi khoảng cách. Khách mời cùng thả tim. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.